thể xài được nói chuyện liên tục một ngày. Còn nếu nói chuyện có thể một tuần cũng xài cũng được. Video tích hợp lên chỗ này hết rồi. Cái này có sạc luôn. Sạc bằng chuôi Nokia chuôi nhỏ. Rồi cái này mình lấy từ những bộ phận của cái còn vào bằng cách luôn. Cái này có rất là nhiều bóng. Như cái cây thuốc lá này, thuốc lá bỏ đi này, hoàng lôi kia. Thôi nha, xài còn rất ngon. Chúng ta lôi hết sẽ có hình dung gì. Lôi rất là dễ. Một cây có cục pin gì. Rồi, để mình làm thử một cây cho các bạn coi nha. Cái này đi. Đó, mà lôi ra cái gì vậy? Rồi chúng ta lôi cái đít này ra nè. Đít hơi khó nha mọi người. Nó rất là mỏng. Đây. Hôm nay chúng ta lấy đồ đẩy ra. Đây, bây giờ sẽ có như vậy. Giờ ra được cái ống rồi nè. Đây, đây là chỗ thấm thuốc nè. Chỗ này là cái bồn đốt của nó nè. Nó có dây lò xo đốt trên đây. Dây vòng ram đốt. Mạch điện nối ở đây. Ở đây là một cái dạng giống như micro gió các bạn. Micro cảm ứng đó. Khi có luồng gió thổi vào trong cái micro này thì cái mạch điện nó sẽ mở. Nó thông cái này. Mà tiện nó thông cái này lên sẽ làm cháy bồn đốt. Nghĩa là bình thường thì mà đây không có điện, công viên này không có điện nào. Khi mà cái micro nó bị gió đó, hít gió thì nó sẽ có tiếng gió hít vô mới được nha. Nó rung lên cái màn loa trong đây nè. Thì lúc này cái này sẽ có điện, cái này sẽ đốt. Ok, giới thiệu sơ các bạn vậy thôi. Rồi cái cái phần mà mình đổ thì mình có chụp hình lại cho các bạn coi rồi nha. Cái chuyện trước tiên mình sẵn cho các bạn sau này chế dễ nè. Cái nút nè, nút bật nguồn nè. Rồi cái phần micro phải lôi lên đây nè, lồng dây vô nè. Cái gì dây rất là lâu nha. Các bạn đã xem nha. Cái này mình chỉ chế lại những cái gì bỏ đi không đó, thấy không? Những cái này sau này mình sẽ chế thành một cái bộ năng lượng mặt trời, pin dự trữ năng lượng mặt trời, hay là để làm cái bình xe máy cũng được. Nếu làm cái bình xe máy thì chúng ta làm giống như cái bộ này đi. Rồi làm xong cái chúng ta sẽ câu cái mạch này. Đó. Hay kìa. Chào tạm biệt các bạn nha.